Mà chúng ta học tiếp cái bài hôm trước nhé, bài hôm trước là chúng ta vẫn 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 chưa xong. Hôm nay chúng ta học tiếp. Cái bài này là rất quan trọng. Chúng ta đang học cái bài nó về các cái thuộc tính của nhân vật và sân khấu. Đấy thì hôm trước ta bây giờ tôi lại một chút nhé. Mà chúng ta vẫn học tiếp cái bài hôm trước, tức là thuộc tính của nhân vật nhé. Và sân khấu. Thì nhân vật chúng ta đã biết một số những cái thuộc tính. Cái thuộc tính của nhân vật này là chúng ta sẽ phải học thuộc lòng và sẽ phải nhớ và sẽ dùng nó trong tất cả các cái bài tập, tất cả các cái chương trình bằng liên quan. Nhân thế là tên này, chúng ta nhớ lại tên nhé. Đấy. Hình tiếp theo là chúng ta nhớ cái tọa độ XY của nhân vật. Thì liên quan tọa độ chúng ta nhớ lại là cái sân khấu của chúng ta nó là một cái cửa sổ hình chữ nhật nhé. Có tâm thì nằm nằm ở giữa, nằm ở giữa sân khấu. Này, cái vị trí tâm là đối với là cái tọa độ XY là 0 0 nhé. Này, cái chiều ngang của sân khấu là 480 điểm hay là pixel. Cái chiều cao của nó là 360. Đấy. Thì cái tâm của nhân vật thì nó là có tọa độ XY. Thì liên quan đến tọa độ XY thì chúng ta lại có thêm một cái ý nữa ở đây này, có một cái rất quan trọng là tâm, cái tọa độ này là tâm của nhân vật. Thì như vậy mỗi nhân vật có cái tâm nào đó thì phần này là phần rất quan trọng, thì chúng ta sẽ còn học hơn nữa cho cái này. Nhưng mà cô đoán luôn là khi chúng ta đưa một vẽ một cái hình trên lên sân khấu là một nhân vật đúng không? Ví dụ con mèo chẳng hạn, hay là người chẳng hạn, hay cái gì đó chẳng hạn nhé. Ví dụ chúng ta vẽ một người nào đó ở đây, lấy ví dụ thông thường thôi, thì nó có một cái vị trí nó gọi là tâm tâm của nhân vật. Tôi lấy ví dụ như nằm ở đây thì tâm, thì như vậy là cái tâm của nhân vật chính là cái vị trí mà tính theo tọa độ XY này. Đấy, chúng ta nhớ lại nhé, cái phần này là phần rất quan trọng. Thì chúng ta sẽ còn quay lại khái niệm tâm này dùng rất là nhiều nữa trong tương lai, rất quan trọng luôn. Rồi, như vậy là tọa độ nhé. À, tiếp theo nữa là một cái rất rất quan trọng là hướng hướng hướng, hướng. Đó. Thì mọi nhân vật thì là mặc định thì chúng ta có cái nhân vật hướng của nó là bằng hướng là chiều ngang như thế này, và nó đây nó là 90 độ. Thì đây là cái hướng của cái hướng của cái nhân vật. Thì trong sát nó lại có hơi nó hơi khác một chút, là nó có cái hướng bên trên này là 0 độ này, thì hướng ngang này này là 90 độ. Đúng không? Cái hướng xuống này là 180 độ, và cái hướng bên sang bên trái này là âm 90 độ. Tất nhiên cái hướng của nó vậy là một góc, cái hướng ví dụ là một góc alpha nào đó nhé, thì cái hướng hướng là được quy định bởi một góc alpha đúng không nào? Alpha thì góc alpha, hướng alpha và alpha cộng 360 độ nó là một, nó là một. Nhưng mà cái hướng này là một cái hệ một góc đo là nó có chu kỳ là 360 độ. Cho nên là 0 độ với 360 độ nó là 1, 180 độ và âm 180 độ nó là 1. Đấy, cái phần này là cái phần mà chúng ta chú ý, cái phần này là phần hơi khó khi mà dạy cho học sinh tiểu học. Cho nên học sinh tiểu học học cái phần là Scratch này nó có nhiều những cái bị hạn chế, là bị hạn chế về mặt toán học, không đủ kiến thức để mà hiểu. Khái niệm như là tọa độ cũng là khái niệm rất là khó đối với học sinh tiểu học, rất là khó. Trên cái phần này thật ra là học sinh tiểu học thì rất là thích hợp để học cái Scratch này. Học sinh các cháu rất thích, rất là đam mê, vì nó rất là dùng hình ảnh, nó rất là hấp dẫn đối với học sinh, đặc biệt là tiểu học. Nhưng mà có cái nhược điểm là như vậy, nhược điểm là rất nhiều kiến thức cơ bản tối thiểu liên quan đến các nhân vật, liên quan đến lập trình Scratch lại vượt quá cái chương trình toán học của học sinh tiểu học. Đấy, thì đó là một cái điều rất là hạn chế. Nhưng mà lên cấp 2, cấp 3 thì hoàn toàn phù hợp, rất là phù hợp. Thì học sinh thật ra học sinh cấp 2, cấp 3 hoàn toàn có thể tiếp thu cái lập trình này và phát triển rất là mạnh được. Nhưng mà rất tiếc ở Việt Nam chúng ta thì nhiều người vẫn có cái suy nghĩ rằng là
Trên ngôn ngữ SCAD để chỉ dành cho học sinh tiểu học thôi. Cấp 2, cấp 3 là không cần. Thì theo tôi đó là cái tư duy sai, là không chính xác. Thế như vậy là liên quan đến cái góc độ như vậy thì hướng mặc định của nó là 90 độ. Cái này chúng ta không 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 thay đổi được. Khi tạo ra một nhân vật thì luôn luôn là hướng của nó là cũng hướng cố định và hướng đơn mặc định nó là 90 độ. Thì đối với nhân vật của chúng ta thì chúng ta có hai cái lệnh liên quan đến hướng. Một là lệnh move là cái lệnh mà luôn luôn là đi là di chuyển bao nhiêu bước đó. Vì tôi chuyển sang tiếng Việt, một số bạn có vẻ không thích tiếng Anh, chuyển sang tiếng Việt cho nó mọi người cho nó gọi là đấy, là cái lệnh di chuyển đấy đúng không? Thì cái lệnh di chuyển này là gì? Là di chuyển về cái hướng mặc định, về cái hướng của nhân vật hiện thời. Như con mèo đây là khi tạo ra bất cứ một nhân vật mới nào thì mặc định của nó là nó nhìn về bên phải. Thì cái lệnh này này luôn di chuyển về bên phải, chúng ta chú ý nhé. Đó thì bây giờ tôi để đây làm 100 bước thì nó đi về bên phải đó. Bây giờ muốn muốn đi hướng khác thì chúng ta phải dùng cái lệnh rất quan trọng, có hai lệnh quan trọng. Một là cái lệnh này, lệnh xoay phải, lệnh xoay trái, hai lệnh này rất quan trọng. Và một lệnh nữa là lệnh là đặt hướng bằng. Đây là ba cái lệnh. Cái lệnh này là đặt hướng là chúng ta thay đổi cái hướng mặc định của nhân vật theo đúng góc được mô tả ở đây. Đấy. Mặc định của nó là 90 độ nhé. Chúng ta có thể thay đổi đây. Chúng ta thay đổi cái góc 0 độ đây. Đây, thay đổi 0 độ đây đúng không nào? Đó. Chúng ta bây giờ thay đổi sang trừ 90 độ thì nó ở đây. Đấy. Thì là này. Đây. Đây thì là trừ 90 độ nó lộn xuống. Bây giờ là ta quay về góc 180 độ thì nó như thế này. Như thế này. Đấy, như thế này. Đấy, chúng ta thấy không? Còn cái đây là xoay. Cái đây là xoay phải. Xoay phải thì nó là nhân vật nó sẽ xoay theo theo kim đồng hồ. Còn cái xoay trái là xoay ngược kim đồng hồ. Chúng ta thấy nhé. Bây giờ tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta đây. Bây giờ tôi muốn con mèo của chúng ta, mặc định của chúng ta là đang ở cái góc là bây giờ để là 0 độ nhé. 0 độ đấy. 0 độ ở đây. Cái bây giờ tôi muốn là gì cho con mèo là nó từ từ xoay sang phải. Một góc là 10 độ chẳng hạn mà xoay liên tục cho đúng là một vòng tròn. Thì các bạn thấy là xoay một vòng tròn là 360 độ. Mỗi lần quay là 10 độ, nó phải quay bao nhiêu? Nó phải quay là tổng cộng là 360 chia 6 chia 10 là 36 lần. Thì chúng ta dùng lệnh này, chúng ta vào cái lệnh điều khiển và cái lệnh là lặp. Chúng ta cho các vòng con mèo là lặp là 36 lần. Đấy. Mỗi lần là xoay là sang bên phải là 10 độ. Thì đây là các loại chương trình để xoay con mèo chúng ta vào đấy nhé. Để cho con mèo là xoay bắt đầu nó hướng lên trên này. Sau đó nó từ từ nó xoay sang phải, xoay xoay 36 lần một vòng quanh xung quanh nó và xoay theo cái đồng hồ. Chúng ta chạy thử nhé, này. Đấy. Thấy không nào? Chạy lại nhé. Đấy. Như vậy đây đây là cái lệnh là xoay theo chu kim đồng hồ. Bây giờ tôi muốn là xoay theo ngược kim đồng hồ tôi làm như nào? Tôi chỉ là việc để chuyển sang cái này là đây tôi có PCB xem bên này. Muốn là quay kim đồng hồ chúng ta đổi sang cái này sang là xoay trái là 10 độ thì nó sẽ xoay ngược kim đồng hồ. Đấy, ngược kim đồng hồ đây thấy không nào? Đấy. Lại này, như vậy là cái lệnh này nhé, chúng ta chú ý là cái lệnh này này có đây là trong màn hình chúng ta có hai chương trình này là xoay ngược kim đồng hồ, chương trình này là xoay theo chu kim đồng hồ, chúng ta nhớ nhé. Đó. Đây, tôi để như này. Đấy, bây giờ tôi sẽ làm tôi sẽ ghi lại cho dễ hơn. Nhưng bây giờ tôi để con mèo này và tôi sẽ đưa vào một hình là một hình một con chó và chúng ta sẽ thấy con chó con mèo nó cũng xoay. Đây chúng ta con chó ở đây nhé, con chó ở đây này, con mèo ở đây nhé. Đấy, bây giờ chúng ta làm sao? Tôi muốn là làm chương trình là con mèo là hướng lên trên và xoay theo chu kỳ đồng hồ là xoay 36 vòng theo chu kỳ đồng hồ. Mà tôi muốn con chó là quay ngược kim đồng hồ thì làm như nào? Thì tôi để lệnh như này này. Thì bây giờ tôi có thể trong lệnh này cho con mèo con chó này tôi có thể copy trình này sang. Thì ở trong SCAD có lệnh copy chương trình là chúng ta chỉ việc kéo thả cái đoạn chương trình này từ con mèo sang con chó.
Đây tôi kéo đây, tôi kéo sang đây này. Đó. Tôi thả ra. Đấy, bây giờ tôi cho con chó sẽ có rồi này. Đấy, thì đây là cái lệnh điều khiển con chó là xoay ngược kim đồng hồ. Cả hai con chó con mèo ban đầu là đều hướng lên trên. Bây giờ tôi ghi lại cái này nhé, bây giờ tôi xóa cái này đi. Đấy. Như vậy là kiểm tra lại này. Như vậy là ta thấy không? Như vậy là hai con cùng xoay với cùng một tốc độ như nhau nhé. Mèo thì xoay là xuôi kim đồng hồ, còn chó thì xoay là ngược kim đồng hồ. Chúng ta kiểm tra lại đúng không nhé? Đấy. Thấy không? Rất là rõ. Thế thì nhà tôi ghi lại nhé, cho chúng ta thấy để chúng ta làm quen với khái niệm là hướng mà xoay mà xoay. Bây giờ tôi lưu cái này. Tôi lưu sang cái bài hôm nay là cái bài số 3, nhưng thực ra vẫn tiếp tục cái bài hôm trước mà tôi được tôi ghi ở đây là bài là ghi lại từ đầu cho chúng ta thấy là B1 trên bài 1 nhé. Là mèo và chó cùng xoay. Như vậy chúng ta có thể xem lại cái lệnh này. Đó. Thấy không? Thế bây giờ tôi mình mà qua đã hình dung chưa? Cái này là rất quan trọng đấy, xoay này là cái lệnh xoay là như vậy. Chúng ta có hai lệnh xoay theo chu kim đồng hồ và xoay ngược kim đồng hồ, hai cái lệnh đó là lệnh quan trọng. Thì bây giờ chú ý một lần nữa này, tôi chú ý nhé, giống như như cái lệnh là di chuyển. Bây giờ tôi là new cho một lệnh cho các bạn thêm nhé, new một cái chương trình mới này. Con mèo đây nhá, hôm trước chúng ta đã biết rằng là cái lệnh di chuyển về phía trước ấy nhé. Bây giờ chúng ta cho con mèo này bắt đầu ở vị trí là không không nhá, không không này. Nhé, mèo ở vị trí là không không ban đầu nhé, chúng ta thấy này, chúng ta kiểm tra nhé. Vẫn nó di chuyển phía phía trước đây, tôi di chuyển cho nó làm với là 150 bước về phía trước này. Đấy. Thì mặc định là khi chúng ta mà tạo ra một nhân vật thì nó luôn hướng về bên phải, được chưa? Bấm nút chạy này, đó, bấm lại này, từ đây nhé, bấm lại nhé. Đấy. Như vậy là cái lệnh di chuyển này là đi về phía trước. Còn chúng ta muốn đi lùi thì như sau, có hai cách. Một cách là chúng ta cho cái lệnh di chuyển này là cái số âm, nó sẽ đi lùi. Đây tôi để là -150 thì nó sẽ đi lùi. Đây nhá, nó sẽ đi lùi này. Đấy. Đang từ ở giữa nhá. Đây đang từ ở giữa đây. Và đi lùi này. Đấy, đi lùi. Như vậy lệnh di chuyển này các bạn cho đang chú ý lệnh di chuyển này, nếu mà nó là một số dương thì nó đi về phía trước, đi về phía trước về 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 cái hướng của con mèo đang 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 hướng đến. Còn nếu là một số âm thì nó đi lùi. Như vậy là cùng một lệnh di chuyển nhưng mà nó là một số dương thì đi về phía trước theo đúng hướng của con mèo. Đấy, cho chúng ta ghi lại nhé. Còn nếu là số âm thì nó sẽ đi lùi. Tương tự như vậy với lệnh xoay. Lệnh xoay này nếu chúng ta để một góc xoay như là 90 độ là góc lệnh xoay phải thì nó thực sự nó xoay bên phải. Đây, nó xoay bên phải đây. Đấy, xoay bên phải. Còn nếu chúng ta mà để xoay phải nhưng mà là trừ 90 độ thì nó chính là tương đương với là xoay trái. Như vậy cái lệnh xoay phải nếu là một số âm thì nó thành ra là xoay, nó là xoay trái. Các bạn chú ý nhé. Như vậy lệnh di chuyển nếu mà số dương thì đi về phía trước, số âm thì đi về phía sau. Lệnh xoay phải nếu mà là góc dương thì xoay đúng bên phải, góc âm thì xoay về bên trái. Ngược lại cái lệnh xoay trái đây, nếu mà là số dương thì đúng là xoay trái, còn nếu là số âm thì là xoay bên phải. Cái này chúng ta thấy nó rất linh hoạt, chứ cái này là cái rất là hay luôn của cái Scratch này mà rất nhiều người không để ý, không biết chuyện đó nhưng mà không không quan tâm đến chuyện đó, cho nên là không không để ý. Thế bây giờ tôi làm bài tập như sau nhé. Cho con mèo xuất phát từ góc trái dưới và nó di chuyển về sang bên này và xoay ngược lên trên, lên lên đây, xoay ngược lên trên sang bên trái xong xuống như này. Thì chúng ta chỉ làm lệnh là làm vòng lặp 4 lần là mèo di chuyển về phía trước là ví dụ 200 bước xong xoay trái đi tiếp về phía trước. Làm cái việc đó nó sẽ lặp đi lặp lại là 4 lần là xong. Tôi cho làm thử nhé. Tức là bây giờ tôi lập trình là cho mèo ban đầu mèo sẽ xoay về bên phải, đây, xoay về bên phải đây. Ban đầu nhé. Và mèo sẽ nằm tại vị trí ban đầu là một góc nào đó ở ở bên trái. Bây giờ đây này, đang ở đây là trừ 1. Tôi viết luôn đây là -160, còn cái y thì là -100 đấy nhé. Đây là ban đầu ở đây nhé. Sau đó chúng ta cho mèo lặp lại 4 lần,
lặp lại 4 lần như sau. Lặp lại 4 lần. Mỗi lần như vậy là di chuyển về phía trước là 200 bước, 200 bước. 200 bước. Sau đó là xoay trái 90 độ. Xoay trái 90 độ. 90 độ. Và lặp lại 4 lần. Nhưng ở đây để như này thì nó chạy nhanh lắm, không nhìn thấy, chúng ta phải cho nó chậm lại, chúng ta có một cái lệnh chèn vào giữa, chèn vào phía cuối này, lệnh đợi 1 giây để cho nó dừng lại để chúng ta quan sát. Mình chúng ta thử xem nhé. Nó sẽ đi về bên phải này, xoay bên trái, đi lên trên này, xong xoay trái, đi xuống đây, à, cứ như vậy. Chúng ta làm thử nhé, đây này. Chạy thử nhá. Đây. Đấy, thấy không nào? Đấy, cuối cùng là xoay về đúng chỗ cũ. Thì đây là cái lệnh là cho con mèo là di chuyển xung quanh theo chiều ngược kim đồng hồ. Theo chiều ngược kim đồng hồ xuất phát từ góc trái dưới và di chuyển đúng một vòng thì dừng lại. Đây lệnh như này đây. Đấy, thì tôi để cho thêm lệnh đệ vào đây để cho nó lệnh uây đấy. Để vào đây để cho chúng ta dễ nhìn nhé. Mà đây là cái lệnh là cho mèo di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ. Tôi ghi lại nhé. Tôi ghi lại lên này. Cái này chúng ta nhớ lại để ra dùng sau này nữa nhé. Đây bài số 2 là mèo di chuyển một vòng ngược kim đồng hồ xung quanh sân khấu, được chưa? Cái bài này thì bài này là dễ rồi, nhưng bây giờ tôi muốn là mèo làm ngược lại là di chuyển, đây là ngược kim đồng hồ nhé, tôi muốn cho mèo là di chuyển là suối kim đồng hồ thì làm như nào? Đây, mèo sẽ đi lên phía trước này, xong đi sang phải, xong đi xuống vòng vào đây, thì có được không? Hoàn toàn được. Thì ta làm như sau. Chúng ta làm như sau, chúng ta đầu tiên cho mèo ở vị trí này quay lên trên và chỉ làm hệt như vậy, chỉ ngược, chỉ khác là không phải là xoay trái mà là xoay phải. Chúng ta sửa như sau nhé. Đây, vẫn là bài này. Chúng ta sửa ban đầu mèo sẽ nhìn về phía trên đó. Vị trí ở đây nhé. Và di chuyển đi về phía trước là 200 bước và không phải là xoay trái mà là xoay phải. Đấy. Thì ở đây là hoặc chúng ta dùng lệnh xoay phải. Đây, xoay phải. Chúng ta để do xoay phải là 90 độ. Chúng ta thay nó vào đây. Đấy. Xoay nó vào đây. Đấy. Thì đây là cái lệnh là mèo sẽ di chuyển xuất từ ở đây xong xoay lên trên. À, sau đó là gì? Sau đó là xoay đi lên trên sang phải xuống sang bên này xong lại quay về chỗ cũ. Chúng ta làm thử nhé. Đấy. Đấy. Thì nó như này. Đấy. Thì ở đây tôi muốn là gì? Ở đây là xoay phải 90 độ thì như vậy, biểu tượng ở đây tôi có thể thay thế cái xoay phải 90 độ bằng gì? Bằng là xoay trái nhưng mà trừ 90 độ thì nó vẫn hệt như vậy. Vẫn không thay đổi. Trừ 90 độ thì như vậy là xoay trái trừ 90 độ thì có tác dụng tương đương là xoay phải 90 độ, vẫn thế, chạy thử nhá. Đấy, vẫn thế. Đấy, chúng ta như vậy, đây chúng ta có một cái bài số 2. Thôi tôi để xoay phải cho nó hợp lý hơn là xoay đây, xoay phải là 90 độ. Đúng không nào? Đấy, xem lại nhé. Chúng ta chú ý khi mà mèo nó xoay từ đi từ bên trái sang thì nó lộn ngược xuống dưới, chúng ta nhìn thấy này, này. Ở trên thì ở dưới thì nó lộn xuống dưới, đó, lộn xuống dưới. Được chưa? Đây là cái bài số 2, đây là cái bài tiếp theo chúng ta chú ý, đây là bài số 3 là mèo di chuyển. Trên là ngược, đây là xuôi kim đồng hồ. Một vòng. Bạn thấy không nào? Đây. Các bạn nhớ cái bài này là hôm trước tôi có một cái bài tập về nhà. Là mèo là như này, yêu cầu mèo là xuất phát từ vị trí này cơ mà vẫn hướng lên trên và đi ngược, đi theo chiều ngược kim đồng hồ về đây, đi xuôi kim đồng hồ quay về đây xong quay ngược lên trên, đi lên trên này, đi xuống đây và đi xuống đây. Tức là y hệt như vậy nhưng mà là yêu cầu là mèo đi từ phải sang trái. Thì cái bài này là cái bài khó hơn nhiều. Thì bài này tôi có để lại các bạn làm về nhà làm tiếp cái bài này nhé. Cái bài này là bài hôm trước tôi đưa rồi đấy, nhưng mà chúng ta vì có lẽ các bạn chưa làm được vì nó hơi khó. Thì bây giờ sau cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xử lý cái bài đó. Bài đó chúng ta phải làm mẹo mới làm được. Bình thường là rất là khó đấy.
Các bạn suy nghĩ kỹ và làm cái bài tập đó nhé. Rồi, như vậy tôi vừa nói với các bạn một số những cái liên quan đến cái thuộc tính nhà về hướng. Như vậy là chúng ta có cái thuộc tính rất quan trọng là thuộc tính về tọa độ này, thuộc tính về về hướng này. Đấy, và cái tên của nhân vật được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua làm tiếp một vài cái động tác nữa. Tức là với con mèo thì con thấy con mèo là nó có hai trang phục, và hai trang phục này nó có ý nghĩa dùng để nó chúng ta có thể dùng lệnh lặp để nó ngọ nguậy cái chân. Đây tôi làm cho các bạn xem lại nhé. Thì đây là cái ý nghĩa của một trong những ý nghĩa của cái trang phục. Các trang phục của nó mà là nó là cái chi tiết nó nhỏ nhỏ như vậy, nó giúp cho chúng ta có thể vẽ được người hay là vẽ nhân vật là di chuyển nhỏ nhỏ, thì dùng cái trang phục như đó chúng ta có thể mô tả nhân vật là chạy hay là làm gì đó. Tôi lấy ví dụ như ở trong bài này nhé. Bây giờ tôi tạo cái hình như này. Tôi tạo một cái là liên tục đi, forever. Sau đó tôi cho những lệnh này, tôi cho cái lệnh là chuyển sang trang phục kế tiếp, tức là next costume, đúng không nào? Nhưng mà tôi chạy thử này, các bạn thấy không này? Đấy. Bây giờ muốn cho nhanh, muốn cho nó nhanh chậm không tí nữa thì ta làm, tôi cho cái lệnh là cho cái lệnh là đợi, nhưng không phải đợi 1 giây, chúng ta có thể nhỏ hơn là đợi là 0.1 giây. Đây, chúng ta chú ý nha, các lệnh đợi này là cho phép là nhập số thập phân. 1 thì là lớn quá, tôi để là 0.1 thì nó là khá nhanh rồi, tôi để vào đây. Đấy, ta chạy thử nhé, đây này. Đấy, thấy thấy chưa? Đấy, như vậy là nó rất là hay, là đây là như vậy là dùng cái trang phục biến đổi nhanh như thế này để mô tả là con mèo nó di chuyển. Như vậy là dùng trang phục để mô tả hiệu ứng hoạt hình cho nhân vật. Cái này rất hay sử dụng trong rất nhiều bài tập khác nhau nhé. Đấy, là chú ý. Thì các bạn có hiểu không nhé? Đây, thì bài này đây là một ví dụ thôi. Thế bây giờ tôi sẽ cho sang một cái bài tập khác. Bây giờ nhân vật của chúng ta mà lại không có cái này thì làm thế nào mà làm được? Không có hai cái trang phục như này thì làm sao mà làm được? Mà chúng ta vẽ rất là khó, vẽ thêm rất là khó. Thì có một cách mẹo khác để tôi mô tả cho các bạn xem. Tôi lấy ví dụ nhé. Đây. Bây giờ tôi lấy ví dụ tôi tìm nhân vật khác đi. Bây giờ tôi làm new cái chương trình mới nhé. Bây giờ tôi tìm nhân vật khác là con người đi vậy nhé. Đây, tôi tìm một nhân vật khác. Bất kỳ thôi. Để mô tả nó có thể là nó một trong cái gọi là cái hoạt hình ấy giúp chúng ta rất là hay. Này, tôi lấy quả bóng được, quả bóng nhé, quả bóng. Bây giờ quả bóng này nó chỉ có quả bóng này nó tròn xoe này, rất là khó mà mô tả nó chạy như con mèo được. Thế là cái nào mà tôi có thể cho nó nhảy lên nhảy xuống một lúc được không? Đấy, thì làm được. Quả bóng hoàn toàn có thể, chúng ta có thể mô phỏng quả bóng là nhảy lên nhảy xuống một tí tẹo, như là cảm giác như là nó rung rung thật. Đấy, thì đây chúng ta biết mô tả cái đó nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái kỹ năng này. Chúng ta sẽ dùng cái kỹ năng như sau. Chúng ta sẽ vào cái chuyển động và chúng ta có một cái lệnh ở trong cái phần này, có một cái lệnh, hai cái lệnh rất quan trọng là lệnh này, là cái lệnh như sau, là cái lệnh là thay đổi x một lượng. Đấy, hay là thay đổi y một lượng. Đây là những cái lệnh là gì, là chúng ta thay đổi cái tọa độ x của nó đi một đoạn. Như vậy lệnh này chỉ thay đổi x chứ không thay đổi y nhé, chúng ta chú ý nhé. Đó. Lệnh này là thay đổi y chứ không cần thay đổi x gì. Đấy, thì bây giờ tôi muốn mô phỏng quả bóng nó nhảy lên nhảy xuống một tiếng nhé, nhảy lên nhảy xuống tôi làm như sau. Đây, tôi cho một cái vòng lặp, ví dụ tôi cho cái vòng lặp ví dụ như là 20 lần. Đây là một cái mẹo rất hay sử dụng nhé. Cái mẹo này sử dụng cho những nhân vật mà nó không phải là nó chạy như con mèo, mà nó là nhân vật như là tĩnh ý, nhưng mà chúng ta mô tả nó cũng chuyển động,
Giống nháy rất đẹp. Đây chúng ta như sao chúng ta lặp lại, chúng ta lặp lại là 20 lần. Và chúng ta làm sao? Chúng ta muốn cho con bóng nó nhảy lên chứ lại hạ xuống, nhảy lên hạ xuống thật nhanh. Thì tôi làm như sau, tôi cho con này là thay đổi y trong thay đổi y một cái lượng ví dụ như là 5. Sau đó tôi lại cho nó hạ xuống 5 nhé. Điều tôi muốn là đây, tôi muốn là 5 này. Sau đó là tôi sẽ em hạ xuống đây, tôi dùng tôi làm lệnh khác đây. Y nhé, y là tọa độ y, nếu mà thay đổi một số một cái số là dương thì nó sẽ nhảy lên trên. Còn tôi để ở đây dùng cái lệnh là thay đổi y đâu rồi, thay đổi y một lượng, tôi để nó là -5 thì nó lại nhảy xuống. Và liền tôi để nó liền nhau như này và tôi lặp cho nó là 20 lần cho thử xem nhé. Đây này, thử này. Ở nó nhanh quá, bây giờ tôi muốn cho nó chậm lại một tí, tôi phải cho nó chờ một tí. Đây à, các bạn đợi tôi một chút, tôi làm như này thì nó hay hơn nhé. Cái này thời gian nó là mẹ hết, các bạn tôi làm mẫu một cái thì các bạn sẽ thử nhé. Đấy, bây giờ để như này, nhưng bây giờ tôi cho nó mà nhảy lên nhảy xuống, nhưng mà tôi cho nó, sau đó tôi cho nó có một cái khoảng trời nhưng cho nhỏ, một khoảng trời của nó ví dụ như là 0.1 giây. Tôi để như này. Đấy. Nó nhảy lên nhảy xuống nhé, và chờ cho thử này. Nó ấy quá, nó nhanh quá, để cho nó là 10 đi, cho nó nhìn như nó rõ hơn. 10 xong là chờ 1 giây không xong lại hạ xuống là -10. Đấy, thử nhé. À đây vẫn là mèo ha. Tôi muốn làm cho con này ngày cơ, nhầm tôi để nhầm. Cũng bị trong này nhá. Đây, bìa cho cái bảo bọc này. Tôi để cho nó lặp là 20 lần nhé. Đấy, bạn thấy không nào? 20 lần. Bây giờ để cho nó không phải 0.1 giây mà là 0.05 giây. Đấy. Chị thử này. Đấy, thấy không nào? Đấy. Rất là hay luôn. Cái đây là cái mà nó giúp cho chúng ta việc mà con mèo tôi xóa đi. Và tôi để cái này vào đây. Thì đây là một cái mẹo để giúp chúng ta mô tả quả bóng nó nhảy nhảy. Bây giờ tôi thử bỏ cái đợi ra, tôi kiểm tra xem đúng nhá. Đây tôi bỏ cái này ra này, chạy thử này. Không nhìn thấy gì, vậy ta nhìn rất là khó luôn. Nhưng mà vẫn phải để vào đây cho nó dễ. Đấy. Hay không? Thì đây là cái tính năng mà nó rất là hay, nó giúp chúng ta mà mô phỏng một cái nhân vật mà là nó là hoạt động nhảy tại chỗ. Tại chỗ nhé. Đây biệt bài này tôi ghi lại để cho chúng ta có cái cách chúng ta. Đây là 3 nhé, đây là 4 nhé. Mô phỏng bóng nhảy, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là tạo ra một nhân vật là người chẳng hạn. Đây là người đây, cái cô bé này nó có tính năng là múa. Chúng ta có thể dùng cái tính năng là dùng trang phục của nó đây để mô tả múa, nhưng mà không biết, tôi không mô tả múa mà tôi muốn là mô tả cô này nhảy nhảy giống như quả bóng. Đây nhé, bây giờ copy cái này sang bên cô bé. Đây, cô bé đây nhé. Đây này, bây giờ các bạn cho chạy thử này. Đấy, thấy không nào? Bây giờ tôi cho, để cho nó nhỏ hơn là 5 thôi. 5 này, ở đây là -5 này, -5. Đấy, chạy thử nhé. Đấy. Rất là hay. Tôi có thể tăng cái thời gian lên là tôi tăng cái này không phải 20 lần, tôi cho tăng cái này cho nó lặp lại là 100 lần. Thì nó nhảy sẽ khá lâu. Đấy. Thấy không nào? Đây là một cái mẹo để giúp chúng ta mà mô tả các cái trường hợp rất là hay. Đấy, ví dụ nhé, ví dụ như làm là chúng ta cái sau đây chúng ta học làm sau. Ví dụ như là có một em bé đang quan sát con mèo vồ con chuột. Nếu mèo vồ được chuột, mèo vồ được chuột rồi thì em bé sẽ nhảy lên mà nói là hay quá. Như vậy thì nó giúp chúng ta mô phỏng nó rất là sinh động cái sân khấu của chúng ta. Thì đây là một ví dụ thôi, ví dụ là mô phỏng cái việc nhảy tại chỗ. Chúng ta sử dụng cái lệnh như là thay đổi tọa độ y hoặc tọa độ x gì. Như vậy chúng ta thấy là ngoài cái lệnh là di chuyển đây, di chuyển cụ thể tới điểm x y đây, thì nó còn có cái lệnh nữa là cái lệnh là gì đây,
thay đổi x một đoạn, tức là tăng x hoặc giảm giảm x, thay đổi y một đoạn, tức là tăng x tăng y hoặc là giảm y. Lại đặt x là thay đổi đặt đặt cố định x bằng 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 bằng, bằng bao nhiêu, như chỉ di chuyển x thôi. Còn đây là cái lệnh là đặt y bằng bao nhiêu là chỉ di chuyển y thôi. Đấy, đây là lệnh rất rất quan trọng, rất quan trọng. Được chưa? Đấy thì chúng ta lệnh này hôm trước tôi đã nói rồi, nhưng mà hôm nay tôi nhắc lại lần nữa để cho chúng ta thấy là cái hay của những cái đó. À, tức là chúng ta phải áp dụng sử dụng tối đa những cái thuộc tính mà lệnh lệnh có sẵn để điều khiển nhân vật của chúng ta nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ sang phần tiếp theo. Hôm nay là chúng ta sẽ nói tiếp sang một cái thuộc tính nữa của nhân vật rất quan trọng. Các bạn đã biết rồi nhưng mà tôi muốn nhắc lại nhé. Thì nhân vật của chúng ta ngoài cái về hướng này, tên này, tọa độ này, thì nó còn có cái gì nữa? Đây tôi sẽ mô tả. Cái phần tiếp theo tôi muốn mô tả là cái khái niệm là gì? Là kích thước của nhân vật nhé. Như vậy là kích thước của nhân vật cũng là một cái kích thước của nhân vật cũng là một thuộc tính rất quan trọng luôn. Được chưa? Thì kích thước đây là gì? Nó chính là nó mô tả cái hình ảnh mà chúng ta vẽ nó trên màn hình. Thì kích thước của nó gồm mỗi một nhân vật chúng ta hình dung nó là nhân hình nhật như này này. Hình như thế này nhé. Thì nó có chiều rộng và nó có chiều cao. Đây là chiều cao nhé. Đây là chiều rộng. Chiều rộng. Đó. Và đây và chúng ta sẽ quan sát được, đây chính là cái hình ảnh của nhân vật đây, và chúng ta sẽ quan sát được nó, thì cái này nó gọi là kích thước của nhân vật. Nó là một thuộc tính rất quan trọng của nhân vật luôn. Đây, chúng ta quan sát những ví dụ, chúng ta quan sát với em bé này nhé. Đây em bé đây, hay tôi lấy một nhân vật khác cho nó. Thế em bé đi, không quan trọng, em bé đây nhé. Đây tên nó có nhiều người, tôi bây giờ tôi xóa đi, tôi để bằng người cho nó dễ ra. Đây thì em bé này là cho quan sát này, có thấy không? Đây là 61 × 110, như vậy là 61 là chiều rộng, 110 là chiều cao. Đây chúng ta để ở đây nhé, chú ý từ đây sang bên này là chiều rộng, đây là chiều cao, thấy không nào? Như vậy mỗi nhân vật của chúng ta ở trên sân khấu là nó đi kèm với một cái kích thước là như vậy. Đây bây giờ nhắc lại cái này là rất quan trọng luôn, dùng rất nhiều ở trên thực tế luôn nhé. Như vậy là mỗi một kích thước nhân vật nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là chiều rộng nhân với chiều cao, và tất cả những cái này đều được mô tả bằng gì? Bằng pixel, bằng điểm hết, bằng point hết nhé. Chúng ta nhớ là cái chiều rộng của toàn bộ sân khấu là 480, chiều cao là 360. Thì cái chiều rộng và chiều cao của cái nhân vật của chúng ta chính là kích thước của nhân vật. Được chưa? Thì chúng ta có thể điều khiển chúng ta có thể thay đổi chiều rộng, chiều cao bằng cái gì? Bằng chính cái màn hình đồ họa mà chúng ta đây. Đồ họa đây, cái màn hình đồ họa. Thì cái phần màn hình đồ họa này chúng ta sẽ học sau. Vậy là trong quá trình học thì tôi sẽ cho các bạn bắt buộc phải rèn luyện để chúng ta có thể vẽ được đồ họa bằng cái phần mềm này. Bản thân Scratch nó có hẳn có cái chức năng là chúng ta có thể tinh chỉnh, có thể vẽ các hình đồ họa, thêm bớt các hình ảnh vào trong cái hình đồ họa này. Thì cái này chúng ta sẽ học, không phải học bây giờ mà chúng ta học sau trong quá trình học. Thì tôi sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau học. Cái người mà lập trình Scratch ấy, ngoài cái kỹ năng lập trình ra, bắt buộc người đó phải tương đối thạo về cái gọi thiết kế đồ họa. Cái này là cái yêu cầu cao hơn nhé. Còn lập trình bậc cao bình thường như là C, Pascal này, chúng ta chả cần phải biết về đồ họa, chỉ cần về tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán thôi. Còn riêng cái anh này, cái Scratch này thì bắt buộc các bạn phải có thêm kỹ năng là xử lý đồ họa nữa. Thì cái này tôi nói trước một chút về xử lý đồ họa ở trong cái phần mềm Scratch này. Thì bản thân phần mềm Scratch nó có hai màn hình luôn, hai chức năng. Một chức năng là đây, cái chúng ta học sau nhé, bởi tôi nói thêm trước khi mà đi vào phần này. Cái phần thiết kế đồ họa, cái phần xử lý và thiết kế đồ họa nhé. Thiết kế đồ họa. Đồ họa ở trong Scratch ấy là cái phần, là cái chức năng rất là mạnh của Scratch nhé. Đấy. Và yêu cầu những người mà muốn lập trình Scratch thành thạo thì người đó bắt buộc phải biết một chút
không còn nhiều, biết càng nhiều càng tốt, để chúng ta có thể là thiết kế xử lý cái ảnh đồ họa ở trong cái nhân vật chúng ta. Đồ họa chính là cái nhân vật thôi. Ở trong trong Scratch thì nó có hai cái thứ nhất là nhân vật, thứ hai là nền sân khấu. Cả hai cái này đều là hình ảnh hết, nền sân khấu và hình ảnh đó chúng ta đều có thể chỉnh sửa là những cái đồ họa hết, đồ họa. Thì chúng ta có thể dùng phần mềm Scratch chúng ta chỉnh sửa cho thêm bớt, thay đổi màu sắc chẳng hạn, thêm bớt cái này, thêm bớt cái kia đó. Cái này là cái rất quan trọng. Ở trong Scratch thì chức năng thiết kế đồ họa nó có hai cái phần mềm độc lập. Một cái là thiết kế đồ họa vector, hay là vẽ, thiết kế đồ họa vector. Đây, hơi khó nhé. Và chức năng thứ hai là thiết kế đồ họa bitmap. Thiết kế đồ họa bitmap, cả hai cái này đều 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 rất quan trọng cả. Thực tế chúng ta có thể dùng dữ lộn giữa hai cái này. Một cái ảnh chúng ta có thể chuyển từ chúng ta có thể vẽ bằng bằng vector, sau chúng ta chuyển sang bitmap. Và ngược lại, bitmap chúng ta có thể chuyển sang sang vector. Cái này chúng ta có thể có hai chiều. Nhưng mà tuy nhiên là cái ảnh đồ họa vector sang bitmap thì được, nhưng mà đổi ngược lại thì không được. Nhưng mà chúng ta có thể đổi ngược lại thì chúng ta vào cái trạng thái là vector để chúng ta vẽ thêm các cái chi tiết khác nhé. Chúng ta chú ý. Tôi hỏi các bạn một chút này, các bạn đã hiểu thế nào là đồ họa vector, thế nào là đồ họa bitmap chưa? Cái này có lẽ là phần lớn chúng ta là chưa biết nhé. Thôi được, cái này là chúng ta sẽ được học cái này trong cái chương trình này. Tôi sẽ dành một vài buổi, thậm chí một vài buổi chúng ta chuyên vẽ, chuyên học về thiết kế vẽ hình. Thì học chúng ta dùng tới đâu, chúng ta cần tới đâu chúng ta sẽ học tới đó, chứ không không phải là học một cách không thể dồn lại thành một buổi, mà chúng ta cần tới đâu thì tôi sẽ mô tả các bạn tới đó nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi bây giờ biết biết như vậy đã, thì mặc hầu như là mặc định hầu hết tất cả các ảnh có sẵn trong màn trong 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 Scratch ấy, hầu hết tất cả cái này đều là ảnh đồ họa vector hết. Để chứ bây giờ tôi muốn làm đây, tôi muốn thêm nhân vật trận. Thì những tất cả những ảnh này này, tất cả những cái ảnh mà chúng ta thấy trên đây này, đây này, đều là cái ảnh, đều là các cái đa số là ảnh là cái đồ họa vector hết. Chúng ta có thể chuyển sang bitmap. Nhưng mà thôi, tôi nói sau, bây giờ tạm thời chúng ta cứ chưa cần vội nhé. Nhưng mà chỉ biết rằng là gì, như vậy là đây, mà khi chúng ta đưa một ảnh vào trong cái như một nhân vật đây, thì kích thước của nó là một cái là một cái thuộc tính thì như sau. Thì ở trong Scratch thì nó có một cái hẳn một cái thuộc tính riêng, nó gọi là kích thước sân khấu, kích thước của nhân vật, nó ký hiệu là size. Size. Đấy. Size nó làm một cái thuộc tính. Như vậy là nhân vật của chúng ta, cái nhân vật nhé, lại nhân vật của chúng ta thì ngoài cái tên là một này, thứ hai là tọa độ này, x, y này, thứ ba là gì, là hướng này, chúng ta đã biết rồi đúng không, hướng. Đấy. Còn một cái tham số nữa rất quan trọng là tham số là size, kích thước. Cái này thì anh gọi là size. Thì này nó tính như nào? Nó tính là một con số mặc định mà nói thì nó là con số của nó là 100%, nó tính là phần trăm. Như vậy là mặc định khi chúng ta mà tạo ra một nhân vật thì cái kích thước của nó là đúng bằng 100%. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tăng lên hoặc là giảm đi. Tăng cái size lên hoặc giảm cái size đi. Chúng ta nhớ nhé, tăng và giảm cái size đi. Chúng ta có thể thay đổi kích thước của nhân vật. Cái này là cái rất hay. Dùng khá nhiều trong rất nhiều bài tập khác nhau. Bây giờ tôi sẽ mô tả ở đây. Tôi lấy ví dụ như là đây nhá, nhân vật này nhá. Đây thì ở trong cái cái bài này để tôi đợi thêm một chút. Bài này tôi muốn lưu lại đã, là em bé nhảy đây nhé, em bé nhảy đây, lưu lại đây cho chúng ta thích nhé. Đây này,
Đấy, tôi ghi lại để cho chúng ta lưu lại. Cái màn này là mèo mô phỏng bóng nhảy. Bây giờ 5 là em bé nhảy. Em bé nhảy, chúng ta lưu lại cái này đấy nhé. Rồi bây giờ tiếp theo liên quan đến kích thước. Đấy, kích thước thì thôi, kích thước thì tôi chuyển sang con mèo cho nè. Dễ con mèo đây nhé. Thì mọi nhân vật chúng ta đều có một cái thắc, có một cái thuộc tính là nó là kích thước, nó là size. Đây, chúng ta vào cái hiển thị và nó có một kích thước đây. Đây. Kích thước đây, size đây. Nha. Thì nó có đây, nó có một cái lệnh như sau, lệnh là như này, lệnh là đây. Đặt kích thước thành và đổi kích thước là bao nhiêu? Để đặt cố định kích thước của đây là thay đổi kích thước là tăng lên hay là giảm đi. Thấy không nào? Như vậy lại này nhé. Cái này ta sẽ lại tiếng Anh nó là như thế này, tiếng Anh nó là như thế này. Mà anh English. Đây nhìn dễ nhé, English đâu rồi? In đây rồi. Đây lệnh là set size to là đặt kích thước cố định là bao nhiêu phần trăm, mặc định là 100% nhé. Còn đây là tăng kích thước hay là giảm kích thước? Nhưng mà ta trên tức là tăng lên đấy, nếu ta để tăng lên là 10 10 tức là từ 100 tăng lên là 110 này, to lên này, thấy không nào? To lên thấy không nào? To lên. Còn để ta để âm thì nó sẽ giảm đi, âm 10 để trừ 10 nhé. Ta để cái này là trừ 10 hay là trừ đi 5 thì nó sẽ giảm đi này. Đấy, nó giảm đi. Thấy không nào? Đấy. Được chưa? Đấy. Giảm đi này, tăng là bây giờ để tăng để 5 nó sẽ tăng lên này. Đấy. Nhưng mà đây là cái lệnh rất là hay luôn. À, rất là hay nhá. Thế bây giờ dùng là điểm gì? Đây bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn một số các ứng dụng nhé. Bây giờ tôi là muốn như sau này. Tôi muốn mô tả một con mèo sẽ di chuyển từ đây lên trên này. Nè. Hay là tôi dùng mẹ ở dưới đây. Tôi muốn là khi mà để ở đây nhé, nó đang to này, nó di chuyển về phía này nó sẽ nhỏ dần tới đây thì nó thấy nó bé tí lại, cảm giác như là tạo ra cảm giác như là mèo đi xa 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 hơn chúng ta. Đấy. Nó vừa đi vừa vừa giảm đi. Nè. Thì cái này là cái ví dụ nhé, đây là ví dụ dùng cái hiệu ứng, dùng cái tham số kích thước để mô phỏng hiệu ứng là xa gần. Cái này là cái rất quan trọng nhé. Để mô phỏng ví dụ với con mèo thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt vào một cái nền cho nó hay. Đây, đặt vào một cái nền như này thì rất là dễ hiểu. Đây. Mèo đang ở đây nhé. Bây giờ tôi muốn cho mèo di chuyển sang sang đến chỗ này. Đấy. Thì nó bé tí đi. Để anh có thấy trên mình có thấy là cảm giác cây sử dụng nó ở gần nên đến nó ở xa. Vị trí này nhé, vị trí này là vị trí là âm 170 và 33 nhé. Bây giờ tôi đi sang phía này, bây giờ tôi muốn cho nó hướng về phía này và đi về phía này nhé. Đó, đi về phía này. Bây giờ tôi làm thử nhé, tôi cho các bạn xem. Tức là bài này là cái bài mà sử dụng cái thuộc tính kích thước để mô phỏng hiệu ứng xa gần của nhân vật. Thì bắt đầu là mèo ở đây nhé, để tôi đang chuẩn bị, tôi mô tả bắt đầu. Mèo ở đây này. Rồi mèo đang ở vị trí này, tôi đặt vị trí của nó là như thế này. Đây, bắt đầu mèo đang ở đây đúng không? Bây giờ tôi sẽ muốn là mèo sẽ di chuyển về cái vị trí này. Thì như vậy tôi muốn là gì? Tôi muốn là hướng đã. Hướng của nó hướng lên ra là hướng này này, hướng này của nó sẽ là khoảng tôi có thể mò đoán thôi, chỗ này là 90 độ này. Thì chỗ này của nó là khoảng là 20 độ à, là khoảng là giảm đi 20 là 70 độ. Tôi sẽ cho con mèo là hướng về đây, tôi để cho nó đây này, hướng này là đúng hướng này chưa, hướng này là hướng là chính là hướng này này. Đấy, 75 độ. Đấy. Cái này nhé. Rồi tôi muốn cho mèo di chuyển về phía đây, tôi cũng dự đoán đây, dự đoán vị trí này là khoảng là 100 bước. Tôi thử xem nào, tôi cho nó di chuyển về phía trước là 100 bước đâu rồi, bước phía trước là 100 bước, thử đang thử thôi. À, cũng chưa được. À, tôi để là nó là 200 bước đi. 200 bước. Đấy, được rồi đấy. Nhá. Như vậy là ban đầu nó ở đây này. Đấy, di chuyển này. Đấy.
Nhưng mà để như này ta thấy là nó rất là vô nghĩa, vì là mèo di chuyển về đây nhưng mà nó vẫn to tướng như này thì nó không đúng. Vì tôi muốn di chuyển theo đúng nghĩa là mèo đúng ở vị trí này mà di chuyển về hướng này, mà phải di chuyển làm sao cho nó bé đi thì nó mới đúng. Mình tôi đặt lại cái vị trí này cho hợp lý hơn nhé. Này. Đấy, như vậy là không đúng. Thế bây giờ tôi làm lại như sau. Như vậy là từ đây là 200 bước. Bây giờ tôi mô phỏng lại là nó sẽ vừa di chuyển nó vừa bé đi nhé. Thì để mô phỏng cái chuyện là 200 bước này thì làm như sau. 200 bước nhưng phải giảm đi. Như vậy ban đầu của nó là gì? Ban đầu tôi đặt đây, tôi vào cái lux mà tôi đặt ban đầu là tôi đặt set size, đặt cái kích thước của nó ban đầu là 100%, tức là đúng vị trí ban đầu đây. Chưa? Bây giờ tôi mô phỏng cái này là tôi mô phỏng thành ra là 20 bước, 20 bước, mỗi bước là đi lầm là 10 là 10. Như vậy là 200 mà 200 chúng ta đi mỗi bước là 10 point. Như vậy là 200 trên 10 là 20 bước. Tôi sẽ sửa cái lệnh múp này, thay thế nó bằng gì? Bằng cái lệnh lặp. Lệnh lặp là 20 lần. 20 lần. Mỗi một lần là đi là 10 bước. Đây, 20 lần. Mỗi lần đi là 10 bước. Nhưng mà tôi muốn là gì? Là nó sẽ giảm đi. Ở đây là mà 100% khi xuống đến đây là nó chỉ còn là còn 20% thôi. Như vậy là đang từ 100% giảm xuống thành 20%. Như vậy nó phải giảm đi là 80%. 80% mà chúng ta đi 20 bước, như vậy là mỗi bước cần giảm thì bao nhiêu? Bước cần giảm đi 4%. Như vậy là 40 4 nhân với 20 là có phải là 80 không? Như vậy chúng ta làm như sau. Chúng ta làm cái lệnh là đây là change size, tức là thay đổi cái kích thước của mỗi lần đi 10 bước này là giảm đi là trừ 4%, trừ 4%. Trừ 4%. Như vậy là 20 lần, 20 lần mỗi lần trừ đi 4 có phải trừ trừ 80 không? Như vậy là ban đầu là 100%, ở cuối này là mèo còn còn 2% thôi, nó bé đi một tí. Như vậy là nó cảm giác như vậy là rất hợp lý. Bây giờ tôi thử nhá. Đây tôi để đây. Tôi thử này. Thấy không nào? Như vậy là mèo đã chuyển tới đây và đúng là bé tí đi thật. Rất là chính xác luôn. Đấy, các bạn thấy, nhưng mà đây là nhưng mà cách mà chúng ta mô tả cái con mèo là nó đi về phía xa xa, đi về phía xa xa và nó đi và nó bé đi thì nó làm cho chúng ta cảm giác à những con mèo đúng là đúng là đi nó cái ứng về 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 không gian. Thì cái đó phải sử dụng cái thuộc tính là size kích thước. Các bạn thấy và tính rất là chính xác nhá. Không chính xác là rất là khó luôn. Thế bây giờ tôi ghi cái bài này lại. Cái bài này là cái bài cái hình mẫu này để quan trọng mô phỏng là bài số 6. Mô phỏng di chuyển ra xa. Đấy, thấy không nào? Di chuyển ra xa. Thế bây giờ tôi muốn là gì, là ngược lại cái này. Nó chuyển tới đây rồi, sẽ biến nó sẽ quay lại, nó sẽ quay lại nó đi ngược nó sẽ đi ngược chiều về đây và nó sẽ to dần ra đi về đúng chỗ cũ này là đúng. Thì có làm được không? Hoàn toàn làm được. Tôi chỉ việc vẫn để nguyên cái này, tôi chỉ việc là gì? Tôi chỉ việc là cho nó thậm chí tôi có thể xoay lại. Đây đây là xoay về 75 độ, bởi tôi muốn cho nó xoay ngược lại về phía bên này thì tôi dùng cái gì? Tôi sẽ dùng cái em như thế này. Ngược lại của 75 độ là phải 75 độ cộng với 180 độ thì nó sẽ ngược lại thôi. Nghĩa là nó quay lại là bao nhiêu? Nó sẽ là gì? Ngược lại nó sẽ là trừ 75 độ. Hai vì âm và dương nó là ngược nhau mà. Nhưng không, tôi không muốn cho mèo nó quay ngược trở lại, tôi để chế độ như sau. Đây. Tôi sẽ đặt chế độ là mèo sẽ không xoay ngược. Đặt chế độ này các bạn chú ý cái lệnh này, những cái lệnh này, cái lệnh này đặt cái chế độ xoay là phải trái, là trái phải thì mèo nó không lộn ngược đầu xuống dưới. Tôi để ở trên này. Đấy, thì đây là cái đoạn mà ban đầu là là 100% nhé, sau đó đầu tiên là xoay về hướng kia là 75 độ, được chưa? Và đây là cái đoạn là di chuyển, đây di chuyển theo chiều đấy. Bây giờ tôi muốn mèo quay trở lại thì làm như sau. Tới đây này, tôi muốn cho mèo tôi sẽ đặt như sau, tôi đặt đi cũng chỉ đi ngược lại thôi, là tôi đặt là mèo đây, tôi đặt là mèo sẽ quay về hướng là trừ 70 độ, trừ 75 độ, trừ 75 độ, 75 độ. Được chưa? Quay ngược trở lại. Mà sau đó là mèo cũng di chuyển 2 bước nhưng mà đi lùi về về ngược lại và chỗ gì lùi lại thì nó to dần ra. Đây tôi copy cái này xuống dưới nhé. Đây
Đây lại copy lệnh này, duplicate xuống dưới này. Đấy, như vậy. Cái đoạn sau này là cái đoạn là mèo đi ngược trở lại này. Tới đây tôi cho con mèo nó đợi, nó dừng lại chờ khoảng 5 giây để cho nó hay hay một tí, 5 giây nhé. Sau đó là đi quay âm 75 độ và đi ngược chiều. Đi ngược chiều vẫn là đi làm đi về phía trước là 10 bước lặp 20 lần. Nhưng mà trên size không phải là -4 mà là 4. Trên size là nó tăng, nó to dần lên. Chỗ trên này là thay đổi kích thước là -4, tức là nó giảm bé đi, còn cái này nó lại to dần lên nhé. Đấy, bây tôi làm thử cho bạn xem nhé, nó rất là hay này, làm thử này. Nó nhận trên nó to dần ra này. Ồ, nó bị ngược. À, như vậy chúng ta nó bị nếu đây nó không lúm đây, bây giờ như vậy vì sao nó lại thế nhỉ? Để đây tôi kiểm tra nhé, nó là -75 độ thì đúng là nó phải xoay. Bìa đi phía này này, bìa đi ngược lại thì nó phải ra đây chứ. À, như vậy nó bị ngược nhé. Chỗ này là chúng ta cùng kiểm tra xem nó sai ở chỗ nào nhé. Ban đầu là mèo ở đây. Mèo vào trí này. À, quay về bên phải. Quay về hướng này. À, đúng rồi nhé. Tôi dừng lại một chút để tôi kiểm tra này. Bìa tôi muốn cho mèo nó phải xoay. Nó phải đi về hướng này cơ. Đấy. Thì nó mới đúng này. Đấy. Đi về hướng này thì làm cái nào để cho nó xoay âm 75 độ, để tôi kiểm tra một chút nhé, để tôi kiểm tra vì sao nó lại đi lên trên, đi ngược lên trên, tôi đợi một chút. Đấy. Đợi tôi một chút nhé. Cái hướng đúng rồi, tôi làm lại hướng thôi, tôi kiểm tra lại nhé, để tôi một chút thôi. Kiểm tra một tí là được nhé. Nó không phải -75 nó không phải trừ. Nãy em thấy nó làm như là -75 nó đi lên trên. Đây là mà đây là 75 đúng không? Bây giờ về ngược lại nó là dạ, à, -75 nó phải không phải -75 nó phải như này. Trừ à, -120 mới đúng. Ừ. Dạ. Đúng không? -105 đúng rồi. Dạ. Nãy em thấy -75 cái nó đi lên trên. Nếu là nó khoảng -120 đúng không? Đấy, bây giờ tôi sửa lại nhé, tôi lấy ví dụ. Dạ. Tức là -75 tôi phải cộng hay là trừ đi là 180 cơ, đúng không? Cộng với 180 cũng được, hay trừ 180 thì tôi được để là một thử 120 nhé, âm 120. À, trừ đi 120. Đấy, thử nhá. Xem như nào. Tôi làm bắt đầu này. Kiểm tra một chút thôi. Đây là tí thôi, không sao cả, vẫn thấy được rồi. Chúng ta có thể đặt lại chính xác hơn là -75 mà cộng với 1 cộng với 180 là 115 đúng không? 180 155 nhưng đúng không? Để kiểm tra lại một chút, nhưng mà các bạn lấy âm 105, các bạn -75 các bạn cộng 180 sẽ là như nào? Âm 105 là bao nhiêu? 155 âm 105. Ừ, âm hay là cộng hay trừ âm 155 hả? Đang thử nhé. Âm 105. 105 à? 05. 105. 05. Rồi, nào chúng ta thử. Đấy, đúng không rồi đúng không? Bây chúng ta để cái này nó quay là 1 giây cho nó nhanh, đi nhanh nhé, đây như vậy. Đấy. Đấy. Thế như vậy là hoàn toàn chính xác. Như vậy thì đây là cái bài mà mô phỏng liên quan đến cái thuộc tính là kích thước. Được chưa? Kích thước của nhân vật rất quan trọng luôn. Mà chúng ta chú ý là khi mà chúng ta thay đổi kích thước ấy thì cái chiều dài và chiều rộng nó cũng thay đổi theo tỷ lệ đúng phần trăm đó, các bạn chú ý nhé. Mà nó tỷ lệ theo đúng chiều dài chiều rộng là theo đúng cái tỷ lệ đó, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta không trong Scratch không có lệnh là thay đổi riêng chiều dài, thay đổi riêng chiều rộng, mà cái kích thước này, cái size này là nó thay đổi thì nó sẽ thay đổi đồng thời, đồng thời chiều cao và gì chiều rộng và chiều cao nhé. Đó, chúng ta chú ý. Thế bài này tôi sẽ ghi lại, bài này là tôi cho mèo chuyển động nhé. Bài này là cái bài mà
Đấy, bây giờ là bài số 7 là mô phỏng. Mô phỏng mèo chuyển động. Ra xa và lại gần. Lại gần, được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta xem là bây giờ sửa nhé. Bây giờ tôi đây tôi giao cho bạn một cái mẹo luôn này. Bây giờ đối với con bây giờ tôi lại đây nhé. Bây giờ tôi new một cái chương trình mới đi. Tôi muốn mô tả cho các bạn một số cái mẹo nữa nhé. Đây. Bây giờ tôi không dùng con mèo, tôi muốn là thay đổi tạo ra một nhân vật là người đi nhé, con người đi. Đây toàn người chuyển động cả, tôi muốn có một nhân vật mà là người đấy, người cố định cơ. Đây toàn nhân vật chuyển động cả. Được. Chúng ta sẽ ở đây ai cũng chuyển động cả. Tôi đang muốn tìm một cái người mà nó cố định lại. Ai chuyển động hết nha. Rất là khó luôn. Thôi được. Tôi sẽ nói sau vậy, vì chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để chúng ta làm việc với cái đồ họa này nhé. Bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo. Như vậy là với nhân vật chúng ta có khái niệm là kích thước. Còn đối với sân khấu tôi kiểm tra nhé. Sân khấu này tôi kiểm tra xem nó có khái niệm kích thước không. Để tôi kiểm tra một chút, tôi vào sân khấu đây nhé. Đây sân khấu, tôi tạo ra một hình ảnh sân khấu đây. Chúng ta vào backdrop thì nó cũng có, đúng không nào? Backdrop về nguyên lý, cái backdrop này nó phải là cái muốn cho nó phủ kín màn hình, nó phải là cái hình ảnh nó có chiều rộng là 480 và chiều cao là 360 đây nhé. Bây giờ chúng ta kiểm tra một chút cái sân khấu. Thì các bạn thấy nhá, sân khấu đây nó không hoàn toàn, nó không hề có trong lúc đây là nó không hề có cái tính năng liên quan đến kích thước. Cho nên là sân khấu là cái hình ảnh sân khấu tức là cố định. Như vậy là đối với sân khấu thì nó không có khái niệm là kích thước, chúng ta không thể thay đổi kích thước sân khấu. Sân khấu là cố định. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy sân khấu là cố định. Còn kích thước nhân vật thì kích thước được phép thay đổi theo cái biến theo cái giá trị là cái tính là size hay là kích thước. Mình chúng ta ghi lại cái đó chúng ta nhớ nhé. Như vậy là sân khấu thì nó có các cái nền sân khấu khác nhau, các cái nền sân khấu, và cái nền sân khấu đó là cố định không thay đổi được kích thước. Chúng ta chú ý nhé, không thay đổi được kích thước. Hello. Đó. Anh đi đặt nghe bạn dốc. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang một thuộc tính nữa rất quan trọng. Thuộc tính này là vô cùng quan trọng nữa. Như vậy kích thước đó là một thuộc tính rồi. Bây giờ chúng ta sang một thuộc tính nữa, cuối cùng của hôm nay. Nó là liên quan đến âm thanh. Âm thanh. Được chưa? Âm thanh thì như sau. Âm thanh thì tôi sẽ nói luôn bây giờ nó cho chúng ta có thể có cái tầm nhìn khác hơn một chút. Như vậy âm thanh là cái gì? Âm tức là mỗi nhân vật nhá. Âm thanh là có chung cả sân khấu và nhân vật. Thì mỗi một nhân vật cộng thêm sân khấu là nó có thể là đi kèm với nó là một dãy các âm thanh. Một dãy các âm thanh. Âm thanh nhé. Đấy, cái âm thanh và đánh số từ 1 trở đi. Đánh số từ 1. Thật ra là cái gọi là trang phục của nhân vật cũng đánh số, nhưng mà chúng ta sẽ học sau. Bây giờ cho nó sang cái âm thanh trước. Đấy, cái âm thanh đánh số từ 1 và mỗi âm thanh có một cái tên của nó. Mỗi âm thanh có một cái tên riêng, Đó. Và chúng ta có thể cho nhân vật đánh âm phát âm thanh
hoặc là cho sân khấu phát âm thanh. Cái này là cái rất là hay, rất là hay của Scratch. Như vậy là Scratch là nó là cái môi trường chúng ta được phép mà lồng âm thanh rất là hay, rất là thuận tiện. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái thuộc tính này nhé. Về gọi là cái kích thước ấy, chúng ta sẽ còn quay lại nhiều nữa trong trong tương lai, vì chúng ta sẽ phải học cái lệnh để mà thiết kế đồ họa. Chúng ta có thể thiết kế các cái trang phục cho nhân vật, chúng ta có thể thiết kế sân khấu. Cái đó là những bài sau này. Còn hôm nay là tôi muốn dừng lại ở đây về liên quan đến âm thanh, để cái phần này nó dễ hơn cả, nó tương đối dễ, gọi là dễ, và chúng ta dễ dàng khai thác cái âm thanh này và chúng ta có thể dùng nó để đưa vào trong chương trình. Được rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về âm thanh nhé. Đây, chúng ta làm việc với con mèo thôi, một nhân vật nhé. Thì với những con vật mà quen thuộc như là mèo, chó, chuột thì trong máy tính nó đã có sẵn cái âm thanh rồi. Âm thanh, ví dụ con mèo chúng ta vào cái sound thì các bạn thấy nó có sẵn cái âm thanh tên là meow đây này, đây là có sẵn âm thanh rồi. Nhưng mà chúng ta có thể bổ sung thêm âm thanh, chúng ta có thể thay đổi âm thanh. Đấy. Thế bây giờ với cái âm thanh này thì như này nhá, chúng ta chú ý là với âm thanh nó có cái phần sound, chúng ta chú ý nó có hai lệnh rất quan trọng, lệnh này và lệnh này. Hệ này nó khác nhau như thế nào, chúng ta chú ý nhé. Cái lệnh dưới này này là bật âm thanh, nhưng mà bật xong là lập tức là chuyển sang lệnh sau. Các bạn ghi lại nhé. Bật là bật âm thanh và mặc kệ âm thanh nó chạy và chuyển ngay sang lệnh sau. Có lệnh này khác, lệnh này là bật âm thanh và chờ âm thanh xong rồi thì mới chuyển sang lệnh sau. Như vậy hai lệnh này là có sự khác biệt rất lớn. Tôi lấy ví dụ như này, chúng ta dùng cái lệnh, nó có một lệnh tương ứng là cái lệnh liên quan đến trong cái phần lúc, nó có cái lệnh là say đây nhé. Hơi giống cái lệnh này. Cái lệnh này này thì nó hơi giống cái hơi giống cái lệnh này. Còn cái lệnh này này nó hơi giống cái lệnh này. Để bây giờ, hôm nay tôi nói một lần nữa để các bạn ghi nhớ nhé. Cái này sẽ ghi nhớ một lần và dùng mãi mãi nhé. Cái lệnh say này này là máy tính sẽ phát, con vật này sẽ phát ra từ miệng nó một cái dòng chữ là chữ hello ở đây. Chúng ta có thể thay đổi. Nhưng mà khi phát ra rồi thì giữ nguyên như vậy và chuyển ngay sang lệnh sau. Sang lệnh tiếp theo. Và cái hình cái chữ này sẽ hiện mãi mãi, trừ khi chúng ta có lệnh khác đè lên. Lệnh này không phải, lệnh này thì nó giống lại lệnh này, là cái lệnh này là con mèo đó sẽ hiện ra cái chữ hello nhưng mà nó dừng lại, nó chờ trong 2 giây thì nó mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Chúng ta chú ý hai lệnh là hai cái này nó khác hẳn nhau luôn, được chưa? Lệnh này là phát âm thanh và chờ cho đến khi xong rồi thì mới sang lệnh sau. Lệnh này là phát âm thanh và chuyển ngay sang lệnh sau. Chúng ta chú ý những bốn lệnh này là nó có nhiều nét giống nhau nhưng có rất nhiều sự khác biệt, và cái này là cái rất là cẩn thận khi chúng ta mô phỏng cho nó chính xác ở trên thực tế. Thì hôm nay tôi sẽ nói kỹ lại các bạn cái này để các bạn cùng thực hành nhé. Bây giờ để mô tả thì cái nhân vật là cái meo meo này nó quá nhanh, cho nên bây giờ tôi muốn có âm thanh nó dài hơi hơn để chúng ta quan sát dễ hơn. Thì rất hay là gì, rất hay là con mèo hay là nhân vật chúng ta ở trong Scratch nó cho phép chúng ta là trực tiếp thu âm thanh luôn. Về âm thanh nhé, thì về âm thanh này chúng ta chú ý về âm thanh, tôi nói thêm rất là quan trọng về âm thanh của nhân vật nhé. Về khái niệm âm thanh, Tiếng. chúng ta chú ý điều thứ nhất, Em nghe. thứ nhất các bạn có thể ghi chép lại đi, là chúng ta có thể lấy âm thanh có sẵn trong phần mềm, sử dụng âm thanh có sẵn trong kho của phần mềm, có sẵn trong kho của phần mềm. Trong phần mềm nó có rất nhiều âm thanh rất hay, chúng ta có thể dùng nó, chúng ta có thể tìm hiểu, chúng ta tìm rất nhiều âm thanh có sẵn rất là hay nhé. Thì cái này là cái các bạn sẽ tìm hiểu, lát nữa tôi sẽ cùng nhau các bạn tìm hiểu rất là hay nhỉ. Nhưng mà cái này còn hay nữa, cái số 2 này này là chúng ta có thể là trực tiếp thu âm thanh đấy, trực tiếp thu âm trong phần mềm, trực tiếp thu âm. Cho nên là với cái các cái bài các cái phần mềm các cái chương trình mà làm bởi Scratch ấy, thì cái người mà thiết kế ngoài khả năng lập trình ra không nói gì rồi nhé, khả năng là đạo diễn, khả năng là viết kịch bản, khả năng tạo ra kịch bản hay đã đành rồi nhé, rồi là khả năng là vẽ đồ họa đẹp, được chưa? Nhưng bạn nào mà vẽ đồ họa xấu thì khó làm chương trình hay lắm.
Nhưng mà một yêu cầu nữa là phải có giọng đọc tốt. Đấy, em nào mà bạn thầy cô nào mà có giọng đọc tốt ấy, chúng ta có thể thu âm trực tiếp giọng của mình vào vào phần mềm, mà giọng của bạn mà có truyền cảm giọng tốt ấy, thì chúng ta có thể tạo ra phim rất là hay luôn. Chúng ta có thể tạo ra một cái câu chuyện là ví dụ như là mẹ kể chuyện cho con nghe, hay là cô chỉ chuyện cho học trò nghe, hay là bạn một bạn A kể chuyện bạn cho bạn B nghe, hay có thể mô phỏng một câu chuyện là con mèo nói chuyện với con chuột đấy, hay cái cây nói chuyện với một con cò chẳng hạn, thì chúng ta có thể lồng âm thanh của chúng ta vào. Thì giọng của người nào có giọng truyền cảm, giọng ấm mà nói rõ tiếng ấy, thì chúng ta sẽ làm cho cái phần mềm của chúng ta nó rất là hay, nó rất là linh động. Cho nên là ngoài cái kỹ năng về đồ họa ra, còn cần phải cái khả năng đọc trực tiếp nữa. Đấy, trực tiếp thu âm nhé, trực tiếp thu âm rất quan trọng. Và cái thứ ba này nữa mới thực sự là cái đặc biệt này, cái thứ ba là chúng ta có thể lồng một cái âm thanh ở bên ngoài vào. Chúng ta có thể đưa một cái âm thanh từ bên ngoài vào, đúng không? Từ bên ngoài vào, có thể là một cái bài hát, có thể là một ca khúc, có thể là một đoạn nhạc âm lời, có thể là một câu chuyện gì đó, là một cái file, một cái file dạng MP3 chẳng hạn, hay là cái file dạng WAV chẳng hạn, rất là hay luôn. Và chúng ta có thể thu âm bằng một công cụ khác, thu âm bằng 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 điện thoại di động chẳng hạn, xong chúng ta đưa vào trong máy tính. Đấy, thì như vậy đây là cái tính năng rất là hay. Bây giờ tôi sẽ làm thử cái động tác là chúng ta sẽ sử dụng thử là thu âm trực tiếp nhá, rất là quan trọng. Còn cái một chúng ta sẽ là làm quen sau, cái ba chúng ta làm quen sau, mà chúng ta làm quen với cái số 2 là chúng ta có thể trực tiếp thu âm giọng của mình vào trong nhá. Bây giờ tôi mô tả như sau. Bây giờ tôi mô tả con mèo này, nó sẽ nói một câu là chào các bạn, tôi là mèo đây, bằng giọng bằng bằng bằng, bằng giọng nói bình thường. Thì làm như nào? Đây, thì cách chúng ta thu âm là như này. Chúng ta vào tính năng là sao âm thanh nhé, âm thanh của con mèo đây. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta để chúng ta không bấm, chúng ta đưa vào đây thôi. Thì đây nó có nhiều tính năng nhé. Đây mà tính năng này này là tính năng là gọi ghi đi. Cái vòng tròn cuối cùng là cái tính năng là tìm âm thanh có sẵn trong phần mềm. Đây nhé. Cái tính năng có cái micro này là tính năng là trực tiếp thu âm tại chỗ. Rất hay. Còn tính năng này là tính năng là đưa đưa một cái file âm thanh từ bên ngoài vào trong trong máy tính, cũng rất là hay. Chúng ta có lên mạng và tìm rất nhiều những cái bài hát, những cái file MP3 chẳng hạn, chúng ta đưa vào và chúng ta có thể mô phỏng một người hát, hay là một cái dàn nhạc, một cái tốp ca hát, hát hát đồng ca chẳng hạn, rất là hay. Được chưa? Bây giờ tôi mô tả cái thao tác này nhé. Chúng ta di chuyển vào đây và chúng ta chọn cái tính năng là record, cái tính năng là thu âm trực tiếp. Biệt mô tả nhé. Biệt tôi mô tả như sau. Bây giờ tôi sẽ tạo ra con mèo, nó sẽ nói là gì, là chào các bạn, tôi là mèo đây. Rồi tôi bấm vào đây nhé, thì nó ra cái này đó. Biệt các bạn sẽ bấm vào cái chỗ này và bắt đầu thu âm. Thu âm xong thì bấm bằng nút vuông cho làm thử nhé. Chúng ta tha hồ thu âm, và chúng ta có thể, nếu thu âm hỏng, ta có thể thu âm trực tiếp lại, hoặc sau này chúng ta có thể chỉnh sửa trên ngay trên cái này. Chúng ta thử nhé. Đây, bấm nó bắt đầu thu âm này. Đó, chào các bạn, tôi là mèo đây. Đấy, chúng ta bấm vào đây. Đây, và các bạn thấy bia, chúng ta có thể nghe lại nhé. Này, đó, chào các bạn, tôi là mèo đây. Đây, các bạn thấy không? Như vậy, từ đây đến đây là từ đây đến đây là cái đoạn mà nó bị thừa, chúng ta có thể kéo cái này ra đây. Đấy, đoạn này sẽ bỏ đi này. Nghe thử nhé. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Chỗ này là chỗ thừa này, chúng ta có thể kéo cái này ra. Đấy, nghe thử lại này. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Như vậy là rất phù hợp nhé. Chúng ta có thể chỉnh sửa cái này, chúng ta chọn cái khoảng cái âm thanh mà chúng ta mong muốn. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Rồi, xong rồi chúng ta bấm nút ghi lại. Đấy. Và đây chúng ta đặt tên cho nó đây. Như vậy cái âm thanh thứ nhất là mèo, mèo V kép. Âm thanh thứ hai là tôi nghĩ là đặt tên là chào. Chào bạn. Được chưa? Đấy, như vậy là hình như vậy con mèo bây giờ đã có hai trong thuộc tính của mèo là có hai âm thanh rồi. Vậy chúng ta có thể bổ sung thêm thoải mái. Như vậy là một con vật có thể có rất nhiều nhân vật khác nhau, rất nhiều âm thanh khác nhau, và như vậy chúng ta có thể thu âm rất nhiều âm thanh và
Ở đây chúng ta có thể tạo ra hẳn một câu chuyện được. Như vậy ngay từ buổi hôm nay chúng ta có thể tạo ra được một cái câu chuyện cổ tích, bà mẹ kể chuyện cho con nghe thoải mái, bà mẹ nói xong con sẽ hỏi là hay quá mẹ kể tiếp đi, thì mà mẹ là kể tiếp phần hai của câu chuyện, con lại bảo là mẹ ơi là vì sao như thế này, cứ thế lồng hai chuyện với nhau giữa 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 mẹ và con, và tạo ra hẳn một cái kịch bản rất là hay để mô tả thành một câu chuyện. Như vậy là bạn thấy, như vậy là đây là những cái phần mà rất đặc biệt của Scratch. Bây giờ tôi sẽ làm quay lại, tôi mở cái chào bạn ra mà tôi thử nghiệm nhé. Đây thì cái lệnh này là cái lệnh là đây là lệnh âm thanh, tôi có thể bấm để chọn kia đây. Mail là một âm thanh, còn chào bạn là âm thanh khác. Tôi bấm vào đây nhé. Để cũng vậy. Chúng ta thử nhá. Đây là cái lệnh là gì? Là phát âm cái âm thanh chào bạn nhưng mà đồng thời chuyển ngay sang phần tiếp theo. Đấy, tôi để ở đây này. Thì nó sẽ đây, nó sẽ phát âm thanh chào bạn và chuyển ngay sang lệnh hello này. Đây tôi để là chào các bạn nhé. Chào các bạn. Đó. Thì lệnh thứ hai này nó sẽ là như vậy là phát âm thanh luôn này. Phát âm thanh luôn này và hiện ngay sang chào các bạn, và lệnh thứ hai này sẽ làm trong đợi trong 2 giây thì cũng dừng lại. Chạy thử nhé. Để tôi chạy thử. Tôi vào đây. Đây. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Đấy, như vậy là vừa kết thúc xong cái này cũng xong luôn. Được chưa? Bây giờ mà tôi đi ngược lại thì không đúng nhé. Đây tôi để như này là sai. Để như này thì nó sẽ hiện là chào các bạn trong 2 giây nó dừng lại thì mới sang được cái âm thanh này. Thử này. Đây nó ngoài đâu. Trong 2 giây nó mới kêu. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Chú ý là sự khác biệt nhé. Bây giờ tôi muốn để như này. Bây giờ tôi muốn để như này, tôi muốn để cái này lên trước là nó sẽ kêu là chào các bạn nhé. Chào các bạn và đang đợi khi nói xong rồi thì nó mới chuyển sang phần sau. Đây tôi biết là tôi mới vẽ một cái hình khác. À đây tôi tạo ra một cái hình khác ở đây nhé. Đây. Xin chào, là tạm biệt. Tạm biệt. Máy sẽ bật cái âm thanh là chào các bạn và nó bật xong rồi thì nó mới chuyển sang lệnh thứ hai này là chữ tạm biệt. Chữ tạm biệt thì hiện ra trong 2 giây thì dừng lại. Đây, thử này. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Sau đó chữ tạm biệt, trong 2 giây thì dừng lại. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Còn nếu bây giờ đây tôi để chữ là tạm biệt như thế này. Thì tạm biệt này nó sẽ đứng ở đây mãi mãi. Đấy, để như này, nó sẽ đứng ở đây mãi mãi. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Mình tôi để cái này lên trên nhé. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Như vậy là nó xong rồi chứ tạm biệt vẫn còn ở đây. Đấy. Thì bây giờ cái lệnh này bây giờ nếu mà tôi để như này nhé. Bây giờ mà tôi để như này thì có thể nó bị lỗi như này. Tôi để như này. Tôi muốn là khi con mèo nói xong thì lập tức cũng dừng lại luôn. Để như này thì cái dòng chữ say này, dòng chữ cho các bạn này sẽ hiện lên đúng 2 giây. Sau đó chuyển sang cái này thì không đúng, là như vậy nó không đúng. Thì bây giờ tôi muốn làm sao là khi mà nói xong cái này thì lập tức cái này cũng hết luôn thì làm thế nào? Đấy, tôi làm như này. Tôi làm như sau. Các bạn chú ý, tôi phải làm như này mới đúng này. Tôi để đây chữ tạm biệt. Cái này là sẽ hiện ra cái hiện ra mãi mãi. Khi mà lệnh này là lệnh say này nhé, là lệnh mà hiện ra chữ tạm biệt và chuyển ngay sang lệnh sau, lệnh này. Đó. Lệnh này là phát âm cái dòng chữ các bạn chào các bạn làm xong rồi thì dừng lại thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Thì bây giờ tôi sẽ làm lệnh nữa để hủy lệnh này đi, làm như nào? Tôi dùng cái lệnh vẫn là lệnh say nhưng mà tôi xóa đi, tôi bấm nút delete xóa này, xóa. Đấy, thì bây giờ nó là cái lệnh này sẽ lệnh là hủy cái lệnh tạm biệt này đi. Chúng ta quan sát nhé. Này. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Đấy. Như vậy đây là rất quan trọng nhé, chúng ta chú ý là sử dụng thật là linh hoạt giữa các lệnh, là chúng ta nhớ lại có 4 lệnh tất cả. 4 này là rất là dễ nhầm lẫn nhé. Lệnh này là một này. Lệnh sao nó có 2 lệnh là phát sao nhé. Một lệnh là start sao, một lệnh là play sao until done. Vì tôi muốn chuyển sang tiếng Việt để tôi có sẵn nó là cái gì cho các bạn, một số người không thạo tiếng Việt. Đây. Bắt đầu âm thanh thì là bật âm thanh lên và chuyển ngay sang lệnh tiếp theo. Còn đây là phát âm thanh đến hết rồi thì mới chuyển sang lệnh tiếp theo nhé. Còn tiếp theo là lệnh này là lệnh là nói cái dòng chữ này và đợi 2 giây sau thì mới dừng lại mà chuyển sang lệnh thứ hai. Còn cái lệnh này thì sẽ nói một cái dòng chữ này
và chuyển ngay sang lệnh tiếp theo luôn. Nhưng mà lệnh này nó sẽ hiện ra mãi. Chứ cái lệnh này, cái lệnh này chỉ có thể hủy bằng một lệnh nói khác hoặc là lệnh nói rỗng này thì nó sẽ hủy đi. Chúng ta cần chú ý để phân biệt cái chuyện đó nhé. Như vậy là chúng ta nhớ chú ý là có bốn cái lệnh, tất cả có bốn lệnh rất quan trọng, bốn cái lệnh liên quan đến là nói và phát âm thanh, thì là để cho chúng ta là vừa nói vừa phát âm một cách là linh hoạt cho đồng bộ với nhau, chúng ta phải rất chú ý cái này. Cái này là chỗ rất là tỉ mỉ cẩn thận. Nhiều bạn là không để ý, nhưng mà là cứ mới bật chương trình lên thoáng qua bật lên mà nghe mà xem thì thấy nó không sao, nhưng mà nghĩ kỹ vào là rất nhiều chỗ vô lý, rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Mèo đang nói, mèo phát ra nói ra bằng miệng nhưng mà không có âm thanh, hoặc là khi âm thanh phát ra thì là cái âm thanh, cái dòng chữ nó mất rồi, thế làm sao mà là sao mà hợp lý là mèo đồng thời vừa phát ra âm thanh vừa có cái dòng chữ, khi mà âm thanh mà kết thúc dòng chữ cũng kết thúc luôn thì nó hợp lý hơn đó. Khi mà chúng ta mà mô tả một câu chuyện chẳng hạn, như là bà mẹ mô tả mẹ kể chuyện cho nghe, chuyện ăn tiêm chẳng hạn, thì khi người mẹ nói thì ở miệng người mẹ sẽ phát ra đưa ra cái dòng chữ là câu chuyện của ăn tiêm, đồng thời là mẹ cũng phát âm thanh luôn. Thì làm sao mà khi mẹ vừa mới kể xong chuyện ăn tiêm thì dòng chữ trên cũng biến mất luôn, nó phải đồng thời với nhau thì nó mới hợp lý. Chứ là mẹ vẫn đang nói mà mẹ vẫn đang phát âm thanh mà cái dòng chữ kia nó mất đi thì là có phải nó không hợp lý không? Hay là ngược lại là âm thanh đã hết rồi nhưng mà dòng chữ vẫn còn, như vậy là không hợp lý. Thì làm sao mà, thì ngay mai hôm nay tôi sẽ cho các bạn bài tập ở nhà, các bạn phải làm là mô tả một câu chuyện như vậy mẹ kể cho con nghe, và làm sao cho cái người mẹ nó vừa phát âm lầm âm thanh là phải chính xác, đồng thời là cái dòng chữ cũng phải chính xác. Đấy, có thể các bạn chú ý nhé, đây là cái phần mà rất quan trọng. Thì tôi là thử một cái mẫu cho các bạn xem nhé, thử cái mẫu như này thôi. Tôi thử luôn cho các bạn xem này, mẫu bài này thôi. Bây giờ mèo của chúng ta là có hai cái âm thanh, một âm thanh là đây là chào các bạn đây, và âm thanh thứ hai là hôm nay tôi rất vui nhưng mà tôi có việc bận, bây giờ tôi phải tạm biệt các bạn. Nhưng mà có hai âm thanh nhé, thì lần đầu tiên mèo sẽ đồng thời nói và phát âm cái dòng chữ chào bạn. Đấy. Sau đó thì đợi một giây sau mèo là phát âm tiếp giọng thứ hai và nói là hôm nay tôi rất vui nhưng mà tôi bận, tôi phải đi tạm biệt các bạn. Thì làm sao mà tôi bìa là mô tả làm sao cho cái âm thanh phát ra của mèo và cái dòng chữ hiện ra ở miệng mèo là phải đồng bộ với nhau. Chúng ta làm thử nhé. Đây là vòng chào các bạn. Cái âm thanh thứ hai tôi thu âm sẽ là âm thanh thu âm là thu anh thu âm đầu tiên nên là kết thúc nhé, là tạm biệt. Tôi vào đây, tôi vào bật âm thanh đây, thu âm nhé. Cái lúc nãy là thu âm là chào các bạn rồi, thu âm lần hai đây. Bắt đầu này. Hôm nay tôi rất vui làm quen với các bạn, nhưng mà bây giờ tôi đang bận rồi, tôi phải đi đây, xin tạm biệt các bạn. Đấy, đó là cái âm thanh thứ hai đây. Mình tôi nghe thử lại này. Hôm nay tôi rất vui làm quen với các bạn, nhưng mà bây giờ tôi đang bận rồi, tôi phải đi đây, xin tạm biệt các bạn. Như vậy chúng ta sẽ thu âm, chỉ để lại chỗ này thôi. Đấy. Còn ở đây chúng ta sẽ để ở chỗ này. Nghe lại này. Hôm nay tôi rất vui làm quen với các bạn, nhưng mà bây giờ tôi đang bận rồi, tôi phải đi đây, xin tạm biệt các bạn. Tôi lưu lại nhé. Như vậy cái bài thứ hai, đặt tên cái file thứ hai là cái âm thanh thứ hai là âm thanh là tạm biệt. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi làm như sau này. Tôi làm câu chuyện như sau là con mèo sẽ từ góc sân khấu đây, sẽ đi ra giữa sân khấu và bắt đầu nói. Thì nói hai câu. Giữa hai câu là mèo sẽ nghỉ một giây và sau đó mèo đi vào. Như vậy cái bản như thế nhé. Nhắc lại cái bản này. Mèo xuất phát từ góc bên trái sân khấu, sẽ đi ra giữa sân khấu. Đi ra giữa sân khấu và dừng lại và phát âm, đồng thời nói cái câu là cái âm thanh đầu tiên là chào các bạn đó. Nói xong rồi thì đồng thời kết thúc, vừa nói ở miệng đồng thời kết thúc ở cái phần âm thanh. Sau đó là mèo sẽ chờ một giây, xong nói tiếp cái dòng thứ hai là tạm biệt. Sau khi vừa vặn xong thì mèo sẽ đi quay lại vào phía trong sân khấu nhé. Đi lại sang bên trái. Được chưa? Tôi làm được cái bản cho các bạn xem nhé. Vấn đề là phải đồng bộ. Chúng ta chú ý nhé, là phải đồng bộ giữa âm thanh và cái tiếng nói, cái dòng chữ nói này phải hiện ra trên miệng của mèo là phải đồng bộ với nhau. Cái này là cái mà tôi từng quan sát thấy rất nhiều các cái phần mềm mà các bạn làm ấy ở trên trong những cái cuộc thi đấy,
có những cái này nhiều nhiều bạn không để ý, nhưng mà nó không nó vênh nhau, để chúng ta chú ý nhé. Sau này chúng ta sẽ học thêm một cái một tính năng nữa là nó đồng bộ không phải giữa mèo và chúng ta, mà đồng bộ giữa nhiều con vật. Chúng ta có thể mô tả là vừa mẹ nói, vừa con nói, vừa ông nói, vừa bà nói, làm sao cho tất cả nó cùng đồng bộ với nhau, thì cái đó sẽ học sau ở cái ở những bài về sau. Còn bây giờ chỉ là học có một nhân vật thôi, nhưng cũng chú ý là cái sự đồng bộ đó nhé. Rồi chúng ta làm thử nhé. Đây chúng ta cùng nhau làm này. Đầu tiên là mèo xuất phát từ ở đây nhé. Ở đây tôi để ở đây là mèo là trừ 180 và y là không nhé. Đây để tôi làm lại chỗ này nhé. Đây đầu tiên là mèo xuất phát từ góc, mèo sẽ xuất phát từ góc đây. Đây là trừ 180 và y là không. Rồi sau đó mèo sẽ đi ra giữa nhé. Ra giữa thì tôi sẽ làm một cái việc rất hay, tôi sẽ mô tả cho mèo di chuyển thật sự. Đấy, di chuyển thật sự ra giữa và dừng lại. Thì ở đây là đang từ âm 180, mèo ở đây tôi cho mèo là mèo đặt hướng bằng là 90 độ nhé. Mèo đi ra giữa là đi là 180 bước. Thì tôi muốn là mèo vừa đi vừa chuyển động cho nó hay, tôi sẽ cho mèo di chuyển là mèo di chuyển là 18 lần, mỗi lần là 10 bước. Vận ra đến giữa chưa? Tôi là cho cái điều khiển lặp là 18 lần. Nhá, chúng ta đang là 180 mà. Đi phía trước là 18 lần. Và mỗi lần như vậy là đi về phía trước là 10 bước, thì vừa vặn đi đúng 10 bước. 10 bước nhân với 18 có phải là 180 không? Vừa vặn ra đến giữa luôn. Ra đến cái điểm giữa sân khấu luôn. Và tới đây thì là tôi để cho mèo có cái lệnh này, thì mèo nó sẽ đạp chân như là di chuyển, dùng lệnh là trang phục kế tiếp. Đấy. Chúng ta thử nó đã đầu nhé, đầu này. Đấy, ra giữa dừng lại và bắt đầu nói nhé. Rồi, bắt đầu này. Thì đầu tiên mèo sẽ phát âm thanh đây, phát thanh chào bạn đến hết. Nhưng mà tôi muốn là nó sẽ hiện ra ở phía trên cái dòng chữ này, thì tôi nghe lại âm thanh này tới mi hình. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Chào các bạn. Chào các bạn. Tôi là mèo đây. Đấy, như vậy là đây đoạn đầu nhá. Thì cái này tôi không để hạn chế là bao nhiêu giây, vì tôi không biết rõ là cái con mèo nói cái câu này là bao nhiêu giây, không cần để tôi bỏ đi. Mà tôi để đúng lệnh này. Nên tôi để lên trên để là cho là mèo khi mèo nói là chào các bạn, tôi là mèo đây, thì nó luôn hiện ra ở đây và nó chờ khi nào mà nó chuyển sang ngay lại sau nó phát âm xong tới hết rồi thì nó mới dừng lại chuyển sang lệnh tiếp theo. Thì sang lệnh này tôi sẽ cho mèo là dừng lại cái dòng này. Mèo dùng lệnh này, dùng lệnh nói nhưng mà ta xóa đi. Đấy. Thì cái lệnh này là lệnh nó sẽ đóng cái này lại. Được chưa? Sau đó là mèo sẽ chờ 1 giây để chuyển sang phần tiếp theo. Đây. Phần tiếp theo là mèo sẽ nói cái câu này là phát âm thanh đến hết, nhưng mà bây giờ không phải là cái chào bạn nữa mà là tạm biệt. Đây, mình tôi sẽ lắng nghe cái dòng chữ này để tôi mô tả nhé. Đây này, tôi nghe thử nhé. Hôm nay tôi rất vui để làm quen với các bạn. Nhưng bây giờ tôi đang bận rồi, tôi phải đi đây. Xin tạm biệt các bạn. Hơi dài. Hôm nay tôi rất vui. Không nhiều lắm, tôi phải nghe lại, tôi đọc lại cái này nhé. Hôm nay tôi rất vui để làm quen với các bạn. Nhưng bây giờ tôi đang bận rồi, tôi phải đi đây. Xin tạm biệt các bạn. Rất vui làm quen với các bạn, làm quen với các bạn. Nhưng hôm nay tôi bận rồi đúng không? Nhưng hôm nay tôi rất bận. Nhưng hôm nay tôi rất bận. Rất bận. Xin tạm biệt các bạn. Xin tạm biệt các bạn. Tạm biệt. Hình hơi giảm thì không sao đâu. Chỉ mà hình ảnh nó hiện được hết. Nó tự động nó xuống dòng. Xin tạm biệt các bạn. Đó. Được chưa? Cái này tôi để nó vào đây. Để nó vào chỗ này. Đấy, nói nhé. Đồng thời phát âm thanh tạm biệt ở đây. Đấy. Khi mà xong cái này rồi thì tôi lại quay lại cái lệnh này. Tôi quay lại cái lệnh là nói này, nhưng mà tôi xóa đi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta đã có được một cái chương trình là tương đối hoàn chỉnh. Tôi nhắc lại này. Đầu tiên là mèo sẽ đi ra giữa này. Đi ra giữa này. Đi ra giữa chứ. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Và giữ nguyên cái giọng này, giữ nguyên cái này. Và phát âm thanh luôn. Phát âm thanh xong
thì lập tức là lệnh này là sẽ dừng dừng cái lệnh này lại. Sau chờ một giây lại nói câu này và phát âm thanh này, phát âm thanh xong thì cũng dừng lại và biệt tôi cho bốn cho nó quay quay trở lại. Tôi dùng lệnh này, tôi dùng cái lệnh này lặp lại này nhé. Tôi cho con mèo nó quay trở lại bằng cái lệnh này, nhân bản này về phía này nhé. Đấy, mèo sẽ đi về bằng cái lệnh như sau. Bằng cái lệnh biển mèo sẽ xoay về, tôi cho con mèo là phía trên đây là xoay bên phải, tôi để đây cho con mèo là xoay về hướng, xoay về hướng là trừ 90 độ. Trừ 90 độ. Đấy, tôi để nó vào đây nhé, vào giữa đây. Và tôi để cho mèo nó đặt chế độ là nó không xoay, nó chỉ đi ngang, xoay, để chế độ là chỉ xoay bên phải bên trái, tôi để nó vào đầu tiên đây. Đấy. Đấy, thì tôi vừa mới hoàn thành một trình khá dài rồi, nhưng mà nó rất là chuẩn, vì tôi làm thử nhé. Đấy, mình làm thử này, đây. Chào các bạn, tôi là mèo đây. Hôm nay tôi rất vui để làm quen với các bạn. Nhưng bây giờ tôi đang bận rồi, tôi phải đi đây, xin tạm biệt các bạn. Đấy, thấy không nào? Như vậy là cái thực chuyện này tôi không chính xác lắm, nhưng mà đại khái như vậy. Chúng ta phải làm chính xác thì đúng cái âm thanh này mới đúng không? Nhưng mà đây là cái một cái bài mà để mô phỏng là kể mèo khẽ kể một câu chuyện, nhưng mà nó rất là khớp giữa âm thanh và cái lời nói ở trên màn hình. Mình tôi ghi cái này lại nhé. Thì cái này lại là cái bài, đây là bài số 8. Là mèo, điều là mèo kể chuyện. Mèo kể chuyện. Và khớp âm thanh và lời nói. Cái này là cái rất quan trọng, là rất nhiều cái mà các bạn nhìn tôi để ý rồi, rất nhiều bạn, nhất là các cháu của bé đấy, là không để ý lắm chỗ này. Đó mà là mới nhìn thoáng qua cảm giác như nó hợp lý, nhưng mà thế là nó có những mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Như vậy là nó không về mặt về gọi là mặt là gọi là chương trình ấy, hay phần mềm là như vậy, nó cũng bị lỗi nhỏ. Thì tôi vừa mô tả đây là phần hoàn toàn chính xác. Thì sau phần này hôm nay tôi sẽ cho thêm một tập nữa nhé, để chúng ta hoàn thiện những phần mà liên quan đến cái gì nhỉ? Liên quan đến các cái thuộc tính của nhân vật và sân khấu nhé. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhé. Các bạn có hiểu gì không nhỉ? Có. Rất là tỉ mỉ như thế nhé. Cái lớp này là tôi muốn là nói thật cẩn thận, tỉ mỉ, chậm chậm để chúng ta có thể ghi chép được, chúng ta có thể tự làm được nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Em chào thầy. Em chào thầy.